Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lăng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 102 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 102 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, kim tiễn của Diệp Húc gửi ở trong Ngọc Lâu tầng thứ 5. Kim tiễn này ở trong Ngọc Lâu cũng không an phận, thường thường truyền ra những tiếng giống long trời lở đất. Nhưng ngay sau đó, kim tiễn phát ra hào quang mãnh liệt, chấn áp tiếng hô lớn, như thế luôn mãi mãi như vậy, chấn áp không ngừng. Hắn không thèm để ý tới chuyện này, tiếp tục đi theo đám người Lộ Giao giả đánh cướp Nghệ Hoàng hành cung, một bên luyện hóa thuần dương linh khí, thoát thai đổi nguyên. Kim tiễn Nghệ Hoàng đã hút khô tu vi trong nguyên thai của hắn, khiến cho nguyên thai của hắn trống trơn. Ngược lại điều này lại hòa thành toàn cho hắn. Diệp Phúc chỉ cảm thấy tu vi của mình cấp tốc khôi phục. Hơn nữa, tu vi khôi phục không ngờ toàn bộ là thuần dương khí, không hề chứa đựng bất kỳ tạp chất nào. Cái này tương đương với việc hắn hóa nguyên thai thành một bình ngọc. Những thứ nước dơ bẩn bên trong bình ngọc bình thường vu sĩ phải dùng sát khí để tẩy trừ đi, nhưng đại nhật thuần dương vô cực kinh lại là phương pháp chậm rãi vào nước trong suốt, không chút dơ bẩn. Lúc này, Diệp Húc tương đương với cái bình thủy tinh chống không, sau đó đổi thứ nước mới vào, hiệu quả so với việc tu luyện đại nhật thuần dương vô cực kinh còn muốn tốt hơn nhiều. Nguyên thai thuần dương của hắn càng thêm tinh thuần, nguyên thần càng hùng mạnh hơn. Diệp Húc có thể cảm giác được mỗi một thời khắc mình đều không ngừng tiến bộ. Nơi này là Càn Dương Cung. Lộ Giao già lấy ra một tấm bản đồ địa hình, chỉ vào một tòa cung điện phía trước mà nói. Càn Dương Cung là nơi Nghệ Hoàng thưởng thức ca múa. Bên trong hẳn không có bảo vật gì. Bên kia là Vĩnh Thọ Cung, là nơi Nghệ Hoàng ngồi xuống tu luyện. Vĩnh Thọ Cung phía trước có 6 cung, phân biệt là Trung Túy, Cảnh Dương, Thừa Càn, Vĩnh Hòa, Cảnh Nhân và Duyên Hy. Nghệ Hoàng hành cung địa thế phức tạp, nếu không có Lộ Giao già và mấy nữ nhân Hàn Nguyệt Cung mò ra được đường này, chỉ sợ phải tiêu phí thời gian rất dài. Dọc theo đường đi, Già La Minh Tôn và Chó Đen nghiễm nhiên đã là hai anh em. Nó nói cười cười, cãi nhau ỏm tỏi. Chó đen nhỏ này có cái tên rất kêu, tự xưng là Long Khiếu Thiên. Già La Minh Tôn không kìm nổi mà đã kích nó, đùa cợt gọi nó là Khuyển Khiếu Thiên. Hai vị, kỳ thực Hạo Thiên Khuyển nghe tốt hơn. Diệp Phúc chen vào nói. Hạo Thiên Khuyển ư, tên rất hay, sau này ngươi kêu là Hạo Thiên Khuyển đi. Già La Minh Tôn cười ha hả nói. Chó đen nhỏ nước mắt lưng tròng kháng nghị, kiên trì kêu mình là Long Khiếu Thiên, nhưng kháng nghị của nó bị Già La Minh Tôn trực tiếp bỏ qua. Bọn họ trải qua từng tầng cung điện, chỉ thấy cung điện nơi này có hàng trăm, nhiều đếm không xuể. Những cung điện này tác dụng cũng không giống nhau. Ở trong này, đám người Diệp Húc tìm kiếm rất nhiều của cải. Nơi này, từng kiện đạo cụ bình thường cũng là một kiện nguyên thần chi bảo, một cái bàn, một cái ghế, thậm chí khả năng chính là tam tướng chi bảo. Bọn họ gần như khoáng sạch những cung điện này, nhất là chó đen nhỏ kia, thậm chí cả những tấm thảm trải sàn cung điện nó cũng bảo Diệp Húc thu dùng nó. Lão tử khi ra ngoài muốn tạo thành một cái ổ thật lớn kìa. Chó đen nhỏ hùng hồn mà nói. Hạ gia thiên địa dương ba đỉnh tới tụt cùng là bị Nghệ Hoàng giấu ở nơi nào đây? Già La Minh Tôn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, hất con chó lên lưng ném lên mặt đất và nói. Khiếu Thiên, tới lúc dùng bản lĩnh của ngươi rồi đấy, nhanh chóng ngửi đi tìm ba đại đỉnh cho ta. Chó chết, quỳ dạp trên mặt đất người tới người lui rất thoải mái hay sao? Ngươi sao không làm thử đi? Chó đen trợn mắt nhìn hắn mà nói. Già La Minh Tôn giận dữ hất toàn bộ vòng đeo cổ lên trên người của nó, lập tức ép con chó nhỏ này quỳ dạp xuống mặt đất không thể động đậy được. Ba đại đỉnh của Hạ gia khẳng định không ở trong này. Mạc Tăng Tăng nhanh mồm nhanh miệng đang định nói chuyện, Lộ Giao già đã hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Nhà đầu này vội vàng giải thích nói, ý của ta nó là trong hành cung làm sao có thể xuất hiện cấm bảo được, của cả lớn nhất ở nơi này
đều ở Thái Hòa Cung. Diệp Phúc nhìn thấy ở trong mắt, không khỏi hồ nghi mà nghĩ, chẳng lẽ thiên địa dương ba đỉnh của Hạ gia ở trong Hàn Nguyệt Cung ư? Đích xác có khả năng này, dù sao Nga Hoàng cũng là thế tử của Nghệ Hoàng. Hạ gia ba đỉnh nếu không đặt ở trong hành cung, hơn phân nửa là bị Nga Hoàng đưa tới Hàn Nguyệt Cung rồi. Nhưng hắn lập tức phủ định ý nghĩ này, thầm nghĩ, Hạ gia hơn chục vạn năm qua vẫn chưa tìm thiên địa dương ba đỉnh, bọn họ không thể không nghi ngờ Hàn Nguyệt Cung. Nếu ba đỉnh thật sự ở Hàn Nguyệt Cung, Hạ gia có thể nhịn được hay sao? Một khi đã như vậy, ba đại đỉnh này tới tột cùng là ở nơi nào đây? Tuy nhiên, Hàn Nguyệt Cung hơn phân nửa là biết tin tức của ba đại đỉnh này. Dầm! Phía sau đột nhiên chuyển tới một tiếng nổ mạnh kịch liệt. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại đỉnh thật lớn lơ lửng ở bên trong không trung. Nó cứng rắn san bằng một tòa cung điện. Đây là Hạ gia cường giả đuổi theo san bằng Càn Dương Cung. Chỉ thấy thiên đỉnh nặng nề di chuyển ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn, rút nhiều tài liệu ở bên trong Càn Dương Cung ra. Thậm chí ngay cả tòa Càn Dương Cung cũng bị hòa tan, không ngừng cuồn cuộn dung nhập vào bên trong thiên đỉnh, gia tăng uy năng thiên đỉnh. Tuy rằng đám người Diệp Húc đã đào ba thước đất, nhưng bên trong cung điện này vẫn còn nhiều bảo vật mà bọn họ không hề phát hiện ra. Hạ gia và các cường giả trực tiếp phá hủy cung điện, hết thảy cướp đoạt những bảo vật bị giấu kín. Tuy nhiên, đáng tiếc chính là những bảo vật còn lại cũng không nhiều, phần lớn vẫn ở trong tay đám người Diệp Húc. Hạ gia thiên đỉnh quả nhiên dũng mãnh, đáng tiếc khẩu đại đỉnh này chỉ là phòng chế phẩm, có thể nhìn thấy được quy lực thiên đỉnh chân chính nguyên năng khủng bố như thế nào. Bạch Nam Hiên tán thưởng nói, đám người kia thực dã man, vô duyên vô cớ làm hư hao một thánh địa. Tích Hàn Nguyệt tức giận nói, rầm rầm. Rất nhiều cường giả hợp lực tế khởi thiên đỉnh, phá hủy một tòa rồi lại một tòa cung điện, khí thế long trời lở đất. Những cường giả có thể sống sót được dưới tiến khí của Nghệ Hoàng cũng không tầm thường. Những người này liên kết lại thúc giục thiên đỉnh gần như có vài phần uy năng của cấm bảo. Bọn họ nghiền nát từng tòa cung điện thẳng tới Diệp Phúc, khí thế ngập trời, hiển nhiên không tính toán buông tha cho đám người Diệp Phúc. Diệp Phúc một lần xử lý mấy trăm cường giả các thánh địa, những người này bỏ qua cho hắn mới là lạ, nhất là cường giả Hạ gia. Nhìn thấy kim tiễn Nghệ Hoàng dừng ở trong tay của hắn, đối với hắn tình thế lại càng bắt buộc. Diệp huynh, uy thế của thiên đỉnh này so với kim tiễn của ngươi chỉ sợ mạnh hơn không ít đâu. Bạch Nam Hiên sắc mặt khẽ biến. Không đúng. Già Lam Minh Tôn lên tiếng phản đối, trầm giọng nói, uy lực của kim tiễn còn trên cả thiên đỉnh, tuy nhiên Diệp lão đệ không thể phát huy ra được toàn bộ uy năng của kim tiễn thôi. Chúng ta tốt nhất là chạy nhanh, đám người kia dựa vào thiên đỉnh không kiêng nể gì cả, rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng ta. Chỉ có tới Thái Hòa Cung mới có thể chống lại được thiên đỉnh. Lộ Giao Già mang theo bọn họ bay nhanh, mở ra từng đạo cấm chế, hướng tới trung tâm hành cung Nghệ Hoàng mà chạy đi. Nơi này là trung tâm triều đình của Nghệ Hoàng hành cung. Ông một tiếng, Hạ gia cùng nhiều cường giả các thánh địa khác cấp tốc đuổi theo. Đại đỉnh giết gào hướng tới đám người Diệp Phúc mà bay đi. Nó làm cho một đám cấm chế ven đường ầm ầm bị nghiền nát, chỉ nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp không dứt bên tai, rõ ràng tốc độ còn nhanh hơn so với đám người Diệp Phúc không ít. Thiên đỉnh chưa tới, một cỗ áp lực liền đập thẳng tới mặt hắn, ép cho mặt đất thành cung văng lên tung tóe, từng vết rách sâu không thấy đáy xuất hiện. Ứng tông đạo, không ngờ ngươi luyện chế một ma tộc trở thành thân ngoại hóa thân. Hôm nay lão phu chém giết hóa thân của ngươi, cho ngươi thịt đau một phen. Vị trưởng lão mặt thẹo của Thái Dương Thần Cung cười ha hả, trên mặt vết sẹo như con rết mấp máy không ngừng. Hắn tế khởi Thái Dương Thần Lô, lao thẳng tới Già Lam Minh Tôn. Trong lô, một vòng mặt trời đỏ chói chang dâng lên. 10 vòng mặt trời bay lên trên không trung, trong những vòng mặt trời này đều có một đầu tam túc kim ô. Hỏa thế che trời phủ đất, làm cho Nghệ Hoàng hành cung hóa thành một biển lửa. Thiên khuyết chiến kích, mở cho ta. Già Lam Minh Tôn quát lớn, tế khởi thiên khuyết chiến kích hung hăng đánh thẳng tới Thái Dương Thần Lô. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, Thái Dương Thần Lô bị hắn bổ bay, mà vì vầng mặt trời chói chang lại giết gào lao tới. Một đầu tam túc kim ô tức giận kêu lên, làm cho hư không cháy sạch, phủ xuống Già Lam Minh Tôn. Già Lam Minh Tôn tế khởi linh cứu thanh đăng, quan tài mở ra, xẹt một tiếng, tính thu cả thế lửa ngập trời cùng 6 đầu kim ô vào bên trong quan tài. Lập tức cái đuôi giơ lên, cái đuôi chế trụ một đầu kim ô cứng rắn mà đâm chết. Hắn huy khởi xích sắt quét ngang, làm cho 2 đầu kim ô còn lại bị dập nát. Tuy nhiên vẫn còn một đầu kim ô công kích tới hắn. Một đôi cự chảo lập tức đánh tới, hung hăng bắt lấy sọ não của Già Lam Minh Tôn. Một chảo làm phá nát đầu hắn, thiên linh cái toàn bộ bị kéo ra.
Tam Túc Kim Ô cửa lên quái dị, cúi đầu mổ xuống đầu của Già Lam Minh Tôn, tính toán mổ lấy óc của hắn. Nhưng vào lúc này, chó đen nhỏ đứng trên đầu vai Già Lam Minh Tôn nhón lên một cái, biến thành to lớn như một tòa núi nhỏ, răng rắc một ngụm cắn đứt cổ Tam Túc Kim Ô, xé nát đầu của nó. Tam Túc Kim Ô này lập tức mọc ra cái đầu khác rồi lại mổ xuống, đột như một tòa bảo tháp đặt trên đỉnh đầu của Kim Ô, cứng rắn ép Kim Ô này quỳ rạp xuống mặt đất. Già Lam Minh Tôn trong lòng còn sợ hãi, trong nháy mắt giao thủ, nếu không phải có con chó đen nhỏ này với Diệp Phúc ra tay đúng lúc, hắn khẳng định đã toi. Ông một tiếng, thiên đỉnh đánh tới ngay sau đấy. Hạ gia và cao thủ các thánh địa hiển nhiên nhận định hắn là hóa thân của Ứng Tông Đạo, tính toán không cho hắn bất luận cơ hội gì để khôi phục, lấy thiên đỉnh mà đập chết hắn. Mệnh ta đã tuyệt rồi. Già Lam Minh Tôn chỉ cảm thấy đại đỉnh này càng lúc càng lớn, giống như che lấp toàn bộ thương thiên. Đây là do uy thế của thiên đỉnh này quá mạnh mẽ, chấn áp tâm trí tâm thần của hắn, khiến cho hắn không có chút tâm tư phản kháng. Chưa chiến đã bại, không khỏi suy sụp, mất hết can đảm. Xẹt một tiếng, một đạo kim quang hiện lên, hung hăng đánh thẳng lên phía trên thiên đỉnh. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh truyền tới, thiên đỉnh va chạm không ngờ lại thoáng chậm lại. Minh Tôn, ngươi còn không trợ giúp ta một tay? Diệp Phúc thất khiếu chảy máu, gắt gao khống chế kim tiễn Nghệ Hoàng, liên kết với đám người Lộ Giao Già, Bạch Nam Hiên, cùng nhau thúc giục kim tiễn, thúc giục uy năng của kim tiễn tạm thời ngăn lại công kích của thiên đỉnh. Va chạm vừa rồi làm cho Lộ Giao Già và hai thiếu nữ nhất tề học máu, Mạc Tăng Tăng, Tích Hàn Nguyệt bị trực tiếp chấn bay về phía sau, trăng sáng trên người hai nàng bị dập nát chết ngất. Bạch Nam Hiên mặt vàng như nghệ, thân hình mềm nhũn té ngã xuống mặt đất, nguyên thai nguyên thần gần như bị nghiền nát. Chỉ có tu vi của Lộ Giao Già là cao nhất, tuy nhiên trong nháy mắt cũng thương nặng, pháp tướng vỡ tan, nguy cơ tràn ngập. Quanh thân Diệp Phúc không ngừng chảy máu, hắn thừa nhận non lửa lực công kích của thiên đỉnh gần như bị lực lượng này chấn nát thân hình. Nếu không phải hắn đúng lúc thu hồi Di La Thiên Địa Tháp chấn áp thân thể, chỉ sợ lúc này đã vỡ nát rồi. Thiên đỉnh lại lần nữa ép tới, muốn nghiền nát bọn họ. Già Lam Minh Tôn vội vàng thi triển pháp lực toàn thân rót vào bên trong kim tiễn, chỉ thấy kim tiễn được thêm vào tu vi của bọn họ liên tiếp tăng vọt, xẹt một tiếng xuyên thủng hư không, đánh bay thiên đỉnh. Khẩu thiên đỉnh to lớn này thậm chí bị kim tiễn bắn thủng một cái đồng lớn. Oạ một tiếng, Già Lam Minh Tôn và con chó nhỏ màu đen cũng nhất tề ói ra một ngụm máu, sắc mặt thảm đạm, thần thái héo rũ đến không chịu nổi. Lúc này chỉ có Lộ Giao Già là có thể miễn cưỡng thi triển ra tâm pháp Hàn Nguyệt Cung. Phía sau lưng của nàng dâng lên một vầng trăng sáng, phá vỡ cấm chế trên đường đi, hộ tống đám người Diệp Phúc tiến vào Thái Hòa Cung. Tuy nhiên cho dù là nàng thì vầng trăng sáng sau lưng cũng bị tàn phá đến không chịu nổi, hiển nhiên là do lúc nàng va chạm với thiên đỉnh bị rách tung tóe, vỡ nát cũng bị thương nặng. Nàng mạnh mẽ chịu đựng hộ tống đám người Diệp Phúc tới được Thái Hòa Cung, rốt cuộc chống đỡ không được, trăng sáng phía sau ầm một tiếng liền vỡ tan. Diệp sư huynh, may mắn người không có vứt bỏ kim tiễn Nghệ Hoàng, nếu không lần này chúng ta phải mất mạng rồi. Lộ Giao Già sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực mềm nhũn ngồi xuống đất, chua xót mà nói. Già Lam Minh Tôn và chó đen nhỏ cũng héo hon đến không chịu nổi, trong miệng máu chảy ra không ngừng. Mà Mạc Tăng Tăng và Tích Càn Nguyệt vẫn đang trong hôn mê. Bạch Nam Hiên thì toàn thân xương cốt vỡ nát, giống như một đống thịt nằm trên mặt đất vậy. Chó đen nhỏ ho ra máu, nổi giận đùng đùng mà nói. Đợi khi lão tử trưởng thành sẽ một ngụm cắn sạch đám người này. Nó học máu không ngừng, Già Lam Minh Tôn chỉ lấy ra một ngọc bồn đặt ở trong miệng của nó, nhận lấy máu huyết của nó chảy ra, cười ha hả rồi nói. À, linh đan hình chó, chảy ra nhiều máu như vậy, ngàn vạn lần đừng để lãng phí. Điều chế, liền có thể luyện thành linh đan kéo dài tuổi thọ, khiến cho bản đại tôn sống lâu mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm. Chó đen nhỏ bị tức tới, lại phun ra một ngụm máu. Diệp Phúc sắc mặt vàng như nghệ, không nói được một lời. Đại Nhật thăng lên sau lưng, Ngọc Thụ Nguyên Thần ở bên trong vầng mặt trời chói chang cũng bị đến rách tung tóe. Ông một tiếng, Đại Nhật thuần dương vô cực kinh của hắn vận chuyển, Đại Nhật phía sau dâng lên, đột nhiên trong minh minh dường như Lộ Giao Già, Mạc Tăng Tăng, Tích Càn Nguyệt, ba cô nàng có cảm ứng kỳ lạ. Lộ Giao Già không tự chủ được mà hiện ra một vầng trăng sáng sau lưng, thậm chí ngay cả Mạc Tăng Tăng, Tích Càn Nguyệt đang hôn mê cũng bị Đại Nhật khí dẫn dắt, trăng sáng trong cơ thể không tự chủ được mà hiện ra. Ba vầng trăng sáng quay chung quanh vòng mặt trời phía sau lưng của Diệp Phúc, hấp dẫn lẫn nhau, giao ánh rực rỡ. Lộ Giao Già ánh mắt mê ly, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Mạc Tăng Tăng và Thích Hàn Nguyệt cũng không biết tỉnh lại từ lúc nào, dừng cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt có chút si mê. Các nàng có thể cảm giác được
trăng sáng của mình khi chuyển động xung quanh vòng mặt trời. Một cỗ nhiệt khí mênh mông từ bên trong mặt trời truyền ra, rót vào bên trong vầng trăng sáng. Âm dương giao hợp, giao thái, khiến thương thế của mình chậm rãi bình phục, thậm chí tu vi cũng có chút tinh tiến. Thái Dương Thần Cung, Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh. Lộ Giao Già tỉnh táo lại, nhìn về phía Diệp Phúc, thần sắc kinh nghi bất định. Tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung và tâm pháp của Nghệ Hoàng là tương sinh tương khắc, nhưng có một loại tâm pháp hòa hợp nhất với tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung thì phải là Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh. Hai loại tâm pháp này, một chí âm chí nhu, một chí dương chí cương, âm dương giao thái cùng hòa hợp. Thậm chí có người nói hai loại tâm pháp này có thể song tu đồng tiến, là tâm pháp lợi hại thiên hạ đệ nhất. Đáng tiếc là quan hệ của Hàn Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung cũng không có hòa thuận. Ba lượt trăng sáng, một vòng đại nhật chậm rãi di chuyển trên không trung. Một cỗ khí tức như mộc xuân chuyển tới, làm cho người ta cảm thấy vạn vật nảy sinh xuân ý dạt dào. Diệp Phúc cũng cảm giác được nguyên thai của mình dường như đang dục dịch, dường như giao hòa với ba vầng trăng sáng kia, hấp dẫn lẫn nhau, khiến cho nguyên thai nguyên thần của mình nhanh chóng khôi phục lại thương thế, lại có tinh tiến. Thậm chí hắn cảm giác được rõ ràng, nếu nhật nguyệt kết hợp thi triển ra vu pháp tế khởi vu bảo, uy lực khẳng định không thể tin nổi. Tình hình này có vẻ có chút tế nhị. Mạc Tăng Tang và Tích Hàn Nguyệt sắc mặt bừng đỏ, cúi đầu xuống gần ngực. Cho dù là Lộ Giao Già mặt lạnh như băng, nhưng dường như cũng được vẽ thêm một lớp phấn hồng mỏng. Một nhật ba nguyệt, tình hình này ngược lại rất ít khi gặp à. Các ngươi có thể âm dương hợp tu, đối với tu vi các ngươi có bổ ích rất lớn kìa. Già La Minh Tôn cười dâm đãng nói, đánh vỡ bầu không khí kiểu diễm này. Minh Tôn, nói đùa. Diệp Phúc tỉnh táo lại, vội vàng ho khan một tiếng. Ngọc Thụ Nguyên Thần kẽ động những xúc tu, những cành cây rách nát như có sinh mạng mà múa may một hồi, chỉ thấy bên trong vòng mặt trời truyền ra vô tận sức sống, làm cho ba người Lộ Giao Già và Bạch Nam Hiên khôi phục thương thế nhanh hơn. Nếu có thể cùng đám người Lộ Sư Tế song tu mà nói, trong lòng của hắn cũng không kìm nổi mà thầm nghĩ. Diệp huynh quả thực tương đương với một viên linh đan hình người mà. Bạch Nam Hiên cảm giác được thương thế của mình đang được sức sống cuồn cuộn không ngừng chữa trị, không khỏi tán thưởng mà nói. Thật muốn cắn hắn một miếng kìa. Con chó đen nhỏ nước miếng chảy ròng ròng, cười ha hà nói. Ha, bên người lão tử không chỉ có linh đan hình người, còn có một linh đan hình chó. Đại tôn ta thật sự là có phúc khí mà. Già La Minh Tôn lần đầu tiên cảm thấy ông trời đối đãi với mình không tệ, cười ha hả không ngừng. Diệp Phúc trong cơ thể Di La Thiên Địa Tháp trấn áp thân thể, trong tháp không ngừng phun ra một cỗ thuần dương linh khí, bị nguyên thần nguyên thai hấp thu nhanh chóng, bù đắp lại tu vi và nguyên khí tổn hao. Lúc này căn bản hắn không dám rút Di La Thiên Địa Tháp bên trong cơ thể ra ngoài. Hiện giờ thân thể của hắn đã băng hoại, nếu như Di La Thiên Địa Tháp rời khỏi, hắn khẳng định sẽ bị vỡ tan như một hạt cát. Lần này Hạ Gia cùng các cao thủ của các thánh địa tế khởi thiên đỉnh, cứng rắn chống lại Kim Tiễn Nghệ Hoàng. Giao thủ với trình tự này đã vượt xa khả năng hắn chống lại được rồi. Nếu không phải có kim tiễn của Nghệ Hoàng chịu đại bộ phận lực lượng, Di La Thiên Địa Tháp chấn áp thân thể, chỉ sợ hắn đã bị dư âm của thiên đỉnh nghiền nát. Lấy thực lực trước mắt của hắn có thể tranh hùng đối với cường giả trẻ tuổi đứng đầu như Thái Tử Hỉ, nhưng đối đầu với những lão quái vật thế hệ trước của các đại thánh địa thì còn xa xa mới đủ. Những người này tùy tiện lôi ra một người hắn cũng không phải là đối thủ, huống chi lại tới khởi Nhân Hoàng chi bảo gần với cấm bảo như vậy. Đừng nói là hắn, cho dù là Già La Minh Tôn khi đối mặt với thiên đỉnh chỉ sợ cũng một kích bị oanh chết. Bọn họ có thể chạy trốn khỏi thiên đỉnh đã là thành tựu đáng quý, đủ để kiêu ngạo rồi. Mà ở bên ngoài Thái Điện Hòa, phía dưới Hạ Gia thiên đỉnh, mấy vị đại vu tam thần cảnh may mắn trốn thoát khỏi tiên khí của Nghệ Hoàng bị chấn cho tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả vài vị đại vu vừa mới đạt tam tướng cảnh cũng bị lực phản chấn làm cho hộc máu, bản thân lại trọng thương. Chỉ có Thái Tử Hỉ, Đông Hoàng Mục, hai vị đại vu tam thần cảnh đều tự có cường giả bảo hộ, tránh được một kiếp nạn. Hiện giờ số cao thủ còn sót lại chỉ không tới 20 người, không ít người còn mang thương thế ở trong người. Đám người Diệp Húc, Già La Minh Tôn liều mạng tới khởi Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Cái vu bảo không trọn vẹn này va chạm với Nhân Hoàng chi bảo thiên đỉnh, uy thế đủ đánh chết những người khác. Thậm chí ngay cả thiên đỉnh cũng bị xuyên ra một cái động lớn. Đại lục trong đỉnh trong nháy mắt bị tiên khí xuyên thủng cắt thành hai nửa. Có thể thấy được lực công kích lần đó kinh người ra sao. Nếu như dừng lại ở trên người đại vu tam bất triệt cảnh, chỉ sợ khó lòng mà thoát chết được. Đây là chiến tích của đám người Diệp Húc. Tuy rằng bọn họ bị thương nặng, nhưng dù sao cũng không có ai chết, ngược lại còn đánh chết không ít cường giả của thánh địa khác. Kim Tiễn Nghệ Hoàng uy lực không thể nhỏ.
Hạ gia trưởng giả sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra được kim tiễn mà Diệp Phúc tế khởi chính là cây kim tiễn đã chấn áp bá hạ lão tổ. Hạ gia đã ở trong tình thế bắt buộc. Chấn vỡ cung điện phía trước, chấn tử hết cả bọn chúng. Mái tóc bạc của hắn bay lên, lớn tiếng mà quát. Vù. Thiên đỉnh lại bị mọi người tế khởi, tản mắt ra một cỗ dao động hủy diệt, hướng tới Thái Hòa cung mà đánh. Oanh. Cự đỉnh đánh xuống, chỉ thấy tòa cung điện kia đứng vững không ngã, ngược lại thiên đỉnh bị chấn động, rút lui không ngừng. Thiên đỉnh lại bay lên không, hung hăng nện xuống, ép tới không gian sụp đổ một mảnh lớn. Ầm ầm một tiếng đánh thẳng lên mái hiên của Thái Hòa điện. Những mảnh ngói của Thái Hòa điện này cũng không bị đụng vỡ, ngược lại làm cho thiên đỉnh văng ngược ra. Phía dưới thiên đỉnh, nhiều cường giả không khỏi đảo một ngụm lãnh khí. Thiên đỉnh dũng mãnh ra sao, chính là tồn tại gần với cấm bảo, liên tục va chạm hai lần, thậm chí có thể hủy diệt một châu lớn, đánh một châu quận thành một hỗn độn hư vô, thậm chí một góc đại lục cũng có thể đánh nát được. Tuy nhiên, khi đụng tới cung điện này lại không một chút tác dụng. Tòa cung điện này chỉ sợ là có tầm quan trọng đặc biệt trong hành cung Nghệ Hoàng. Lý Thiên Vương sắc mặt vui vẻ, trầm giọng mà nói. Khó trách hóa thân của Ứng Tông Đạo liều chết cũng muốn chạy vào bên trong tòa cung điện này. Hóa ra nơi này chính là trung tâm triều đình của hành cung Nghệ Hoàng. Hai lão yêu quái tam bất triệt cảnh, Nguyên Thủy Yêu Tông liếc nhau, cười lạnh mà nói. Ứng Tông Đạo đa mưu túc trí, giả hoạt vô cùng. Bên trong tòa cung điện này chỉ sợ là của cải cả đời của Nghệ Hoàng. Thậm chí có thể xạ nhật cung cấm bảo cả đời của Nghệ Hoàng cũng được gửi trong này. Tuy nhiên, hắn đã sai rất lớn, không ngờ không tự mình tiến tới, mà chỉ phái tới một khối hóa thân. Nói không chừng, thiên địa dương ba đỉnh chân chính của Hạ gia cũng được Nghệ Hoàng để ở trong tòa cung điện này. Có người đầy thâm ý mà nói. Hạ gia, ba vị trưởng lão, sắc mặt không tốt mà nhìn. Những cường giả thánh địa khác chỉ sợ mang lòng tha thiết ba đại đỉnh của Hạ gia. Hiện tại bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng nếu như gặp phải bảo vật cấp bậc như cấm bảo, chỉ sợ lúc đó liên minh sẽ tan rã. Hiện tại là đồng minh, tới trong Thái Hòa cung là đối thủ, có thể còn là kình địch. Mọi người đề phòng lẫn nhau, tuy rằng vẫn hòa thuận như trước, nhưng mạch nước ngầm cuồn cuộn, đúng là không hề yên tâm lẫn nhau. Một trưởng giả Hạ gia trầm giọng nói. Chư vị, các ngươi dựa vào thiên đình của Hạ gia ta mới có thể đi tới được nơi này, chẳng lẽ chư vị muốn vong ân phụ nghĩa sao? Sao, vong ân phụ nghĩa ư? Lão già mặt thẹo của Thái Dương Thần Cung cười ha hả nói. Hạ huynh nói lời này là quá rồi. Một đường tới đây, tất cả bảo vật đều bị Hạ gia các ngươi thu đi. Chúng ta ngay cả một chút canh uống cũng không có. Như thể làm không công cho Hạ gia vậy. Thế nào là vong ân phụ nghĩa đây? Ngược lại là chúng ta trợ giúp Hạ gia cùng tế khởi thiên đỉnh xâm nhập vào Nghệ Hoàng hành cung. Chẳng phân cho chúng ta một chút ưu đãi gì, chỉ sợ là các ngươi không có lý rồi. Không khí dần dần ngưng trọng, mọi người yên lặng, không nói gì, hiển nhiên đồng ý với lời của hắn nói. Bọn họ một đường đi tới nơi này, Hạ gia cường giả ỷ vào thiên đỉnh một đường cướp đoạt, tất cả bảo vật đều bị thu vào trong đỉnh, cũng không phân cho mọi người. Lão giả Hạ gia kia biến sắc mặt, lập tức cười ha hả nói. Một khi đã như vậy, tới bên trong tòa cung điện này, mọi người bằng thủ đoạn thu bảo vật. Cho dù thực sự có thiên địa dương ba đỉnh của Hạ gia bị chư vị sư huynh thu đi, Hạ gia ta cũng không một câu oán hận, tuyệt không đổi ý. Nói quá lời rồi. Mọi người đều cười ha hả nói. Nếu thực sự là ba đỉnh Hạ gia, chúng ta cho dù thu cũng sẽ chắp tay trả lại cho Hạ gia. Làm sao không biết xấu hổ mà lấy làm của riêng được. Lời tuy nói như vậy, bọn họ lại một chữ cũng không thể tin được. Lời của ba vị trưởng giả Hạ gia lại càng không thể tin. Ba người liếc nhau, tâm ý tương thông, thầm nhủ mà nói. Bọn người kia đều là cáo già. Nếu như ba đỉnh Hạ gia thật sự rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ họ sẽ lập tức quay đầu đối phó với Hạ gia Trung Châu ta, diệt sạch chúng ta kìa. Lúc này chủ yếu chính là đoạt lại kim tiễn, cứu bá hạ lão tổ ra. Có lão tổ ở đây, cho dù là ba đỉnh thiên địa dương của Hạ gia rơi vào trong tay của người khác, lão tổ cũng dễ dàng đoạt lại, giết sạch những người này, không lưu bất luận một ai cả. Cho dù là ngọc thụ nguyên thần của Diệp Phúc phát ra sức sống hùng mạnh, nhưng đám người Già La Minh Tôn cũng bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn là khó lòng có thể hồi phục lại như cũ. Tuy nhiên, Hạ gia và nhiều cường giả các thánh địa rất nhanh sẽ đuổi theo. Diệp Phúc lúc này là không thể dừng lại, mọi người cùng đỡ nhau dậy đi sâu vào bên trong Thái Hòa cung. Phía sau hắn, một vầng đại nhật không ngừng cuồn cuộn, tản mắt ra sức sống bừng bừng, dũng mãnh vào trong cơ thể của mọi người,
trợ giúp mọi người chữa trị thân thể tổn thương. Lúc phá cấm bên trong Thái Hòa Cung, Lộ Giao Giả, Mạc Tăng Tăng và Thích Hàn Nguyệt đều tự tế khởi trăng sáng của mình. Nhật Nguyệt luân hồi, chuyển động, giao ánh rực rỡ, giằng co cùng một chỗ. Đây là cảm xúc trước nay chưa từng có. Diệp Phúc và đám người Lộ Giao Giả rõ ràng có thể cảm nhận được, cảm ứng được Nhật Nguyệt dẫn dắt lẫn nhau, khí cơ giao lưu, thủy nhũ giao hòa, nguyên thần của bọn họ tham lam hấp thu khí cơ của nhau. Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Thậm chí nguyên thần của bọn họ thỉnh thoảng rung động một chút, dường như là kích động run rẩy. Run rẩy hẳn không thể tiến thêm được một bước nữa là giao lưu. Diệp Phúc trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khác thường. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt sắc mặt lập tức đỏ lên, chỉ còn Lỗ Giao Già sắc mặt như thường. Tuy nhiên hơi thở từ lỗ mũi của nàng khép mở, hô hấp có chút dồn dập, thậm chí cái cổ trắng nõn cũng hiện lên một vệt đỏ ửng. Lão đệ, ba vị cô nương, Nghệ Hoàng hành cung này khẳng định là chỗ Ngao Hoàng và Nghệ Hoàng mấy mưa thất thường kìa. Đại tôn ta đi tìm giúp các ngươi được không? Già La Minh Tôn cười ha hả nói. Lưu manh, biến thái, sắc ma. Ba vị thiếu nữ nhất tề mở miệng mà mắng. Diệp Phúc ấp ba ấp úng trong cổ họng. Minh Tôn, chớ có nói đùa, hiện tại làm chuyện chính quan trọng hơn kìa. Mạc Tăng Tăng hướng tới hắn trợn mắt nhìn, cười lạnh mà nói. Hay là khi không có chính sự gì, Diệp sư huynh có thể đi làm loại chuyện này ư? Vô sĩ. Tích Hàn Nguyệt cúi đầu, nắm góc áo, dịu dàng nói. Diệp sư huynh, ngươi không được xấu như vậy. Lộ Dao Già cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Diệp Phúc chán toát mồ hôi, lúng ta lúng túng nói. Ba vị sư tỷ, đó là một hiểu lầm. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì Thái Hòa Cung dường như không lớn, nhưng bên trong lại không khác gì một động thiên. Không gian cực kỳ rộng, phức tạp vô cùng, giống như một mục mê cung vậy. Đây là thủ đoạn cao siêu của Nghệ Hoàng, biến nơi này giống như thành không gian bảo hồn giới của vua ảo vậy. Trên hành lang tràn ngập một cỗ thần dương linh khí nồng đậm vô cùng, làm cho người ta bừng tỉnh như tiến vào tiên cung. Đi tới nơi này, Diệp Phúc dám khẳng định Thái Hòa Cung khẳng định có thần dương linh mạch. Chỉ có bậc linh mạch này mới có thể chống đỡ được cho toàn bộ Nghệ Hoàng hành cung vận chuyển. Đổi lại là linh khí khác, cho dù là linh mạch bậc 8 cũng không thể chống đỡ được cho hành cung vận hành lâu đến như vậy. Lộ Giao Già lấy bản đồ ra xem xét, nếu không có khả năng sẽ lạc trong mê cung Thái Hòa Cung này mất. Thần dương linh mạch bậc 9 chính là chống đỡ căn cơ của một thánh địa. Một thánh địa ngoại trừ có cấm bảo còn cần phải có linh mạch bậc 9, như vậy mới có thể đào tạo ra được vua hoàng. Già La Minh Tôn trầm giọng nói. Nghệ Hoàng không ngờ lưu lại một linh mạch như vậy thật sự là nhiều tiền thế lớn, không hổ là phượng cổ vua hoàng, dám cướp lấy quốc vận đại hạ hoàng triều. Diệp Phúc tới lúc này cũng kiến thức được khí độ của Nghệ Hoàng, không khỏi bị vị tiền nhân này thuyết phục. Những người có khí phách và thủ đoạn giống như Nghệ Hoàng lịch sử không thấy qua nhiều, cho dù là thủy hoàng đế bậc kiêu hùng này so với hắn cũng phải kém hơn rất nhiều. Lộ sư tỷ, năm đó Nga Hoàng tổ sư quý phái vì sao lại đoạn tuyệt với Nghệ Hoàng vậy? Bạch Nam Hiên hiếu kỳ mà nói. Nếu như Nga Hoàng không rời khỏi Nghệ Hoàng thành lập Hàn Nguyệt Cung, chỉ sợ đại hạ vua hoàng Thiếu Khang căn bản là không thể giết chết được hắn mà đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đúng là bởi vì Nga Hoàng rời khỏi, lúc này mới khiến cho hạ hoàng Thiếu Khang mới thừa cơ hội. Lộ Giao Già chần chừ một chút, lắc đầu nói. Chuyện này ta cũng không rõ. Diệp Phúc nhìn ở trong mắt, không khỏi thầm nghĩ. Lộ sư tỷ hơn phân nửa là biết loại bí tân này. Tuy nhiên, liên lụy tới tổ sư của mình lại không muốn nói ra mà thôi. Không biết Nghệ Hoàng và Nga Hoàng lúc trước đã xảy ra chuyện gì đây. Mà là loại chuyện này, Lộ sư tỷ không nói, ta cũng không thể biết được. Sau này đi Hàn Nguyệt Cung hỏi Kiều Kiều là rõ thôi. Hắn nhớ tới Tô Kiều Kiều, lại nghĩ tới Nhật Nguyệt tương giao, âm dương giao thái, trong lòng không khỏi lửa nóng. Vô tình thương thế của bọn họ cũng khôi phục lại 7-8 phần. Có những thiếu nữ Hàn Nguyệt Cung bên người, bọn họ tiết kiệm đi rất nhiều thời gian đường vòng thẳng tới trung tâm của Thái Hòa Cung. Phía trước không xa đó là đại điện Thái Hòa, là trung tâm của toàn bộ Bắc Hải biết cảnh này. Lộ Giao Già trên mặt lộ ra thần sắc kích động, lập tức che giấu đi nói. Bên trong Thái Hòa Điện bảo tàng vô cùng, không chỉ có linh mạch bậc 9, thậm chí nó không chừng còn có Nghệ Hoàng xạ Nhật Cung. Mạc Tăng Tăng có lòng để khao khát, cười khanh khách nói. Con chó đen nhỏ trên vai của Già La Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, nói thầm. Bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một đống thi thể. Lão tổ mẫu ta trước khi chết từng chấn vỡ thiên linh cái, phóng thích nguyên thần vào bên trong xem qua.
Bạch Nam Hiên nghe vậy tò mò cười nói: Hạo Thiên Khuyến, xin gọi ta là Long Cứu Thiên. Con chó đen nhỏ này rối rắm vạn phần, không hài lòng mà nói: Hạo Thiên Khuyến, tổ mẫu ngươi, con bà ngươi thì có. Con chó đen nhỏ này ánh mắt không tốt, nhe răng nhích miệng với Bạch Nam Hiên. Bạch Nam Hiên lắp ba lắp bắp giải thích nói: Ta muốn hỏi là tổ mẫu ngươi làm sao sinh ra được mẫu thân ngươi, sau đó mẫu thân ngươi làm sao sinh hạ ra được ngươi, không phải là mắng ngươi mà. Ai cần ngươi lo. Con chó đen nhỏ này tiếp tục dương nanh một... Diệp Húc không khỏi lắc đầu. Thế gian này chủng tộc nhiều, rất nhiều chủng tộc sinh sôi nảy nở chưa chắc đã dựa vào âm dương giao cấu. Ví dụ như những tuyết thú sống trong Bắc Hải băng nguyên, chúng dựa vào máu huyết của mình khiến cho các sinh vật khác mang thai dùm. Thậm chí ngay cả nam nhân nếu không may dẫm lên dấu chân của chúng mà dính máu của tuyết thú đều có thể bị cảm ứng dưỡng dục ra một đầu tiểu tuyết thú. Nơi này có một cỗ thi thể. Già La Minh Tôn mắt sắc, chỉ có điều phát hiện ra không khỏi run giọng nói. Diệp Húc không khỏi khó hiểu. Già La Minh Tôn, bậc đại Minh Tôn Vương này luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, không ngờ khi phát hiện ra một cỗ thi thể lại bị dọa tới thanh âm phát run. Chẳng lẽ thi thể này so với lão sắc ướp bên trong Linh Cứu Thanh Đăng còn muốn lợi hại hơn hay sao? Hắn ngẩng đầu hướng lên hành lang nhìn lại, chỉ thấy một khối thi thể thật lớn dính trên vách tường. Đây là một xác chết của cường giả thượng cổ, thân thể bao phủ khải giáp vạn cổ bất hóa. Mi tâm của hắn bị xuyên thủng, bị người đóng đinh trên tường. Lúc này đã qua chục vạn năm, xác chết không mục. Người này giống như được đúc bằng hoàng kim, kim quang chói mắt, thỉnh thoảng trong làn da của hắn còn bắn ra những phù văn yêu dị đặc biệt, bang bang rung động. Hiển nhiên thân thể mạnh mẽ vô cùng, đạt tới một độ cao không thể tưởng tượng. Hắn tuy rằng đã chết hơn 10 vạn năm, nhưng khí thế vẫn còn tồn tại, giống như một tòa núi lớn dựng thẳng ở một chỗ, làm cho người ta khó có thể tiếp cận được. Già La Minh Tôn sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói: Đây là tuyệt đại cao thủ của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, thấp nhất là cường giả Tam Bất Diệt Cảnh, tu vi còn thâm hậu hơn ta vài phần. Hắn đã luyện thành bất tử kim thân, bất diệt bất phôi, thân thể mạnh mẽ hơn ta không biết bao nhiêu lần. Nhân vật hùng mạnh bậc này không ngờ bị người ta đóng đinh ở trên tường. Sao? Cường giả Tam Bất Diệt Cảnh, Tiểu Quang Minh Thánh Địa sao? Diệp Húc trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Uy lực cửu chuyển nguyên công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, hắn tràn ngập nhận thức. Môn tâm pháp này chí dương chí cương, người ngoài chỉ biết nguyên công này luyện thân thể chứ danh, lại không biết tu luyện kiểu chuyển nguyên công, tu vi ngang cấp thì thâm hậu hơn người khác mấy chục lần. Cao thủ bị đóng đinh trên vách tường đã tu thành bất tử kim thân, bất diệt bất phôi, so với hắn còn muốn cao hơn không kể xiết. Hắn lại mặc một bộ áo giáp bất phàm nữa. Nhân vật bậc này không ngờ bị đóng đinh trên tường, có thể thấy được vài người giết hắn tu vi khủng bố ra sao. Xuyên thủng mi tâm của hắn là một ngón tay, hẳn là có người vươn một ngón tay giết hắn ngay tại chỗ, đóng đinh lên tường. Áo giáp này là thứ tốt, bất tử kim thân cũng dũng mãnh, không thể lãng phí được. Diệp Phúc chống lại áp lực của thi thể, đi tới phía trước, gỡ thi thể từ trên tường xuống. Bạch Nam Hiên không kìm nổi mà nói: Diệp huynh, người chết là lớn nhất, ngươi làm như vậy chỉ sợ có chút không ổn rồi. Diệp Phúc giải thích nói: Bạch huynh hiểu lầm, ta gỡ thi thể này xuống chính là muốn cho vị tiền bối này một nấm mồ an bình. Tới bên ngoài tiểu đệ sẽ an táng cho hắn. Diệp huynh cao thượng, tiểu đệ khâm phục rồi. Bạch Nam Hiên tán thưởng nói. Diệp Phúc sắc mặt có chút đỏ lên, ho khan một tiếng che giấu, đi về phía trước. Đi không bao xa, bọn họ lại phát hiện ra một cỗ thi thể. Thi thể này bị người một quyền đánh nát, cả người hóa thành thịt vụn, dính ở trên vách điện Thái Hòa. Căn cứ vào khí tức của người này lưu lại thì hẳn cũng là một đại vu Tam Bất Diệt Cảnh. Khoảng cách tới Thái Hòa Điện càng gần, xuất hiện càng nhiều thi thể. Không chỉ như vậy, trên hành lang thậm chí còn nhiều tàn phiến của bất diệt chi bảo. Hết thảy bị người một chiêu đánh nát, thậm chí bất diệt chi bảo uy năng cũng bị đánh tan, biến thành những mảnh vỡ không chút linh tính. Người ra tay xử lý những cường giả này tuyệt đối là nhân vật khủng bố tới cực điểm. Hắn giết hại những cường giả Tam Bất Diệt Cảnh này tuyệt đối chỉ một chiêu, thậm chí ngay cả vu bảo cũng không vận dụng. Người nào lợi hại như thế này đây, không ngờ khiến cho những cao thủ này không có chút sức phản kháng nào cả. Diệp Phúc tới Khởi Ngọc Lâu không ngừng thu hồi những tàn phiến vu bảo này. Tuy rằng chúng không có bất luận uy năng gì, nhưng tài liệu chế tạo lại là thượng thừa. Mọi người nơm lớp lo sợ, dọc theo thông đạo mà đi. Bọn họ giống như đi trong một khu đồ sắt thật lớn vậy. Những cao thủ chết ở đây chỉ sợ còn nhiều hơn số lượng Tam Bất Diệt Cảnh ở bất kỳ một thánh địa ma đạo nào. Đây là một vị nhân hoàng,
Thật không ngờ cũng bị giết bằng một chiêu. Hai chân Giả Lam Minh Tôn như mềm nhũn ra, cái đuôi bọ cạp phía sau không tự chủ được mà không thể giơ thẳng lên trời, bị dọa mềm nhũn xuống dưới. Hạo Thiên Quyển trên đầu vai của hắn cũng vậy. Diệp Phúc tiến tới nhìn lại, chỉ thấy vị tuyệt thế bá chủ Nhân Hoàng Kỳ này bị người ta dùng dao chém thành hai nửa. Nhân Hoàng chi bảo của hắn là một đại đồng lô, đồng lô cũng bị mở ra, trong lô xuất hiện một đoàn huyền quang ngũ sắc cực kỳ chói mắt, cực kỳ mê người. Đồng lô này không ngờ là Nhân Hoàng chi bảo, được chế tạo bằng ngũ hành khí. Diệp Phúc không khỏi mừng rỡ, tế khởi Ngọc Lâu thu cả ngũ hành khí đồng lô với hai nửa xác chết của vị tuyệt thế bá chủ Nhân Hoàng Kỳ kia. Bạch Nam Nhiên há mồm muốn nói, Diệp Phúc kiểu ý cười nói: Bạch huynh yên tâm, tiểu đệ sẽ mai táng lão tiền bối cùng cái lô này với nhau, khiến hắn nhập thổ vi an. Người chết là lớn nhất, tiểu đệ hiểu mà, hiểu mà. Đại Vu Nhân Hoàng Kỳ tương đương với người đứng đầu các đại thánh địa, là bá chủ cấp bậc như Triều Cung Thiều. Người như vậy ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị người ta một kích chí mạng. Tình huống này quả thực là làm cho người ta không khỏi phát run ở trong lòng. Tới tột cùng là ai đại khai sát giới, giết hại một lúc nhiều cường giả như vậy đây? Chẳng lẽ là Vu Hoàng ư? Chỉ có Vu Hoàng mới có chiến lực bậc này, làm cho Nhân Hoàng bá chủ cũng không có sức phản kháng. Già La Minh Tôn lẩm bẩm mà nói: Tình huống này hẳn là có Vu Hoàng xông vào Thái Hòa Điện, một đường giết sạch toàn bộ thuộc hạ của Nghệ Hoàng. Chẳng lẽ là đại hạ Phục Hưng chi chủ Hạ Hoàng Thiếu Khang tiến vào trong hành cung Nghệ Hoàng hay sao? Bạch Nam Hiên suy tư nói. Hắn lẩm bẩm bức họa cuốn, tuy nhiên ngay cả trong bức tranh này cũng không ghi lại chuyện này. Lộ Dao Già lắc lắc đầu nói: Trong điển tịch của Hàn Nguyệt Cung ta cũng không ghi lại chuyện này, tuy nhiên nhìn tình hình quả thực có khả năng là do Hạ Hoàng Thiếu Khang gây nên. Hạ Hoàng Thiếu Khang tu vi hẳn là không bị kịp với Nghệ Hoàng, hắn lại loi một mình xông vào hành cung Nghệ Hoàng là vì cái gì đây? Diệp Phúc nhíu mày hỏi. Nghệ Hoàng đánh cắp quốc vận của đại hạ hoàng triều là nhân vật tuyệt đại kiêu hùng, nhân vật vô địch lúc bấy giờ, tu vi long trời lở đất, thậm chí đánh bại cha của Thiếu Khang, lúc đó là tướng hoàng đứng đầu đại hạ, lưu đẩy tướng hoàng ra ngoài trọn đời không thể trở lại thế giới Vu Hoang. Cho dù là thời kỳ trung niên, Nghệ Hoàng chìm mê trong thanh sắc khuyển mã, nhưng tu vi vẫn còn, tu vi của Thiếu Khang hẳn là phải kém Nghệ Hoàng một chút. Huống chi khi đó Hạ Gia Ba Đỉnh Thiên Địa Dương đã bị Nghệ Hoàng đánh cắp, chỉ dựa vào 6 loại đại đỉnh còn lại, Thiếu Khang hẳn là không phải đối thủ của Nghệ Hoàng. Thiếu Khang dám xông vào Bắc Hải bí cảnh khiêu chiến Nghệ Hoàng, khẳng định là có tin tưởng thành công. Bọn họ rốt cuộc cũng đi vào được trong Thái Hòa Điện, trước điện không có bất luận thi thể nào, chỉ để lại hai hàng dấu chân. Diệp Phúc ánh mắt sáng lên, cười nói: Xem ra người xâm nhập vào Thái Hòa Điện khiêu chiến Nghệ Hoàng không chỉ có một mình Hạ Hoàng Thiếu Khang, còn có người đồng hành với hắn ta kìa. Hai hàng dấu chân này giống như được điêu khắc lên trên hành lang dưới mặt đất, chỉnh tề vô cùng. Trong đó một hàng dấu chân cự ly 3 xích 8 thốn, không dài không ngắn. Một bên khác thì là 3 xích 6 thốn, dấu chân có vẻ nhỏ hơn dấu chân bên kia nhiều. Diệp Phúc nhìn kỹ, chỉ thấy mỗi một dấu chân đều làm không gian ở Thái Hòa Điện này vặn vẹo, mặt đất giống như bị kình lực quấy thành một đoàn loạn không chịu nổi. Khí thế của hai người này không chỉ làm cho mặt đất dưới chân vặn vẹo, thậm chí ngay cả hai bên vách tường hành lang cũng bị rách ra những vết ghê người, giống như da nẻ nứt bình thường vậy. Thái Hòa Cung trình độ chắc chắn là ra sao đây? Thậm chí 7 vị tam bất tuyệt cảnh cùng hơn 10 vị tam tướng cảnh hợp lực thúc dục Thiên Đình Hạ Gia cũng không thể làm bị thương một mảnh ngói ở trong tòa cung điện này được. Mà hai người không ngờ chỉ dựa vào khí thế liền làm cho Thái Hòa Cung vặn vẹo, tu vi thâm hậu tới trình độ thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Húc dừng chân lại, cẩn thận xem xét những dấu chân này, chỉ thấy hoa văn trên dấu chân không phải loạn tạp. Nếu như cẩn thận xem xét ngược lại, có thể tìm được những mạch lạc khác nhau trong đấy. Hai người tiến tới khiêu chiến Nghệ Hoàng, đối mặt với vị Vu Hoàng vô địch Nghệ Hoàng này, kinh lực quanh thân hai người đã lên tới cực hạn. Cấm pháp vận chuyển trong cơ thể trực tiếp phản chiếu xuống dấu chân của bọn họ. Căn cứ vào những mạch lạc trên dấu chân, có thể tìm ra được hệ thống tâm pháp bọn họ tu luyện, có thể biết được hai người này tới tận cùng là ai. Dấu chân trọng đại hẳn là Hạ Hoàng Thiếu Khang. Dấu chân người này được tạo thành bởi một đám đỉnh văn. Vô số những đỉnh văn cực hạn thật nhỏ li ti hợp thành dấu chân của hắn, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt vô cùng. Mà một dấu chân nhỏ khác lại khiến cho Diệp Húc cảm thấy nao nao. Dấu chân thứ hai là do một tấm kình cung tổ thành. Kình cung này đang dương cung mà bắn, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là khi chủ nhân của nó đối mặt với cường địch,
tâm tình khẩn trương, cấm pháp vận chuyển, khí tức tiết ra ngoài, không tự chủ được mà lưu lại dấu ấn. Người còn lại là Nghệ Hoàng, như thế nào lại như vậy được? Diệp Húc chỉ cảm thấy quái dị vạn phần, tấm kinh cung này hẳn là tâm pháp của Nghệ Hoàng. Nghệ Hoàng tự nhiên không có khả năng đi cùng Thiếu Khang khiêu chiến chính hắn được. Chỉ có một khả năng, người này tu luyện tâm pháp Nghệ Hoàng, thậm chí có thể là đệ tử Nghệ Hoàng, sau khi tu thành Vu Hoàng liên kết với hạ hàng Thiếu Khang diệt trừ Nghệ Hoàng. Già La Minh Tôn đi nhanh tới phía trước, cười quái dị mà nói: Diệp lão đệ, không cần phải nhìn nữa đâu, vẫn là đi trước Thái Hòa Điện, tầm bảo quan trọng hơn kìa, người đi chậm là không có gì đâu đấy. Cấm chế nơi này đã bị chủ nhân của hai dấu chân này xóa đi, không cần đám người lộ dao già phải phá vỡ cấm chế nữa. Bởi vậy Già La Minh Tôn mới không kiêng nể gì mà nhảy vào bên trong Thái Hòa Điện. Đi mau, cướp đoạt bảo vật nào. Con chó đen nhỏ trên đầu vai Già La Minh Tôn so với mọi người còn nóng lòng hơn. Đám người Diệp Húc và Lộ Dao Già vội vàng tiến nhanh tới phía trước, tiến vào bên trong Thái Hòa Đại Điện. Hiện ra trước mắt bọn họ là một cung điện rách nát tung tóe, cũng không có tráng lệ như trong tưởng tượng. Tòa điện phủ này dường như là một nơi tu luyện, bên trong tràn ngập thuần dương linh khí nồng đậm tới cực điểm. Khí trời của nó như xương, linh khí nồng đậm vô cùng, thậm chí còn kết xuất thành bọt nước màu vàng, giống như một biển nước màu vàng. Chỉ nghe thấy những tiếng động liên tiếp như long ngâm, dường như trong linh khí có không biết bao nhiêu cự long đang dạo chơi vậy. Cho dù lấy thị lực của Diệp Húc cũng không thể nhìn thấy được rõ ràng phía linh khí này. Trong tòa điện phủ này khẳng định có thuần dương linh mạch bậc 9. Già La Minh Tôn không chút phân trần nhảy vào bên trong linh khí, biến mất trong linh khí màu vàng. Hắn vừa mới biến mất, đột nhiên tiếng hắn giống giận và tiếng chó sủa truyền tới. Diệp Húc trong lòng cả kinh, chỉ thấy Già La Minh Tôn bị đánh bay ngược ra, hung hăng nện vào vách tường điện phủ. Chó nhỏ phía sau bị hắn đè lên trên, gần như bị thân hình tráng kiện của Già La Minh Tôn đè bẹp. Con chó đen này thân hình cứng rắn đáng sợ, không ngờ không bị đè chết như trước vẫn nhảy loạn được. Già La Minh Tôn thân hình hùng tráng xuất hiện, một vết thương nhìn thấy mà kinh người. Những vết thương này làm cho người hắn gần như bị cắt ngang, không khỏi giận dữ mà nói: Bên trong linh khí có cổ quái, thiếu chút nữa lão tử bị chém giết tại chỗ rồi. Diệp Húc đề nghị nói: Minh Tôn, không cần phải nóng vội, chúng ta chỉ cần thu những thuần dương linh khí này, nhìn bên trong rút cuộc có vật gì. Thuần dương linh khí là linh khí phẩm bậc cao nhất, không chút tạp chất, đối với vũ sĩ chúng ta mà nói, quả thực là linh đan diệu dược tốt nhất rồi. Lộ Dao Già cũng kích động vạn phần, lướt mắt nhìn Mạc Tăng Tang và Tích Hàn Nguyệt. Ba thiếu nữ tới khởi Ngọc Lâu lấy linh khí bên trong điện phủ. Bạch Nam Hiên tới khởi Họa Cuốn, bức họa cuồn cuộn triển khai cũng hấp thu linh khí trong điện phủ. Già La Minh Tôn thì tới khởi Quan Tài Đen điên cuồng quét qua, thậm chí ngay cả con chó nhỏ kia cũng há mồm phun ra một cái bình ngọc, miệng bình trúc xuống, trong bình truyền tới hấp lực thật lớn, điên cuồng hấp thu thuần dương linh khí. Tuy nhiên bốn người bọn họ cùng một ma một chó liên kết lại cũng không lấy nhanh bằng một mình Diệp Húc. Lúc này Diệp Húc tới khởi Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp, hai kiện bảo vật này ăn uống rất là được. Chúng thổi quét qua hải dương màu vàng, hấp thu linh khí như một con rồng hút nước. Linh khí điên cuồng dũng mãnh lao vào bên trong Ngọc Lâu và vào tháp. Răng rắc một tiếng, ngắn ngủi một lát, Ngọc Lâu của hắn cứng rắn dài ra một lần, hóa thành 7 tầng thất tinh linh hóa bạch ngọc lâu. Chỉ thấy màu sắc Ngọc Lâu biến ảo, từ trắng biến đen, đen biến thành xanh, rồi lại từ màu xanh đang dần dần lột xác thành màu vàng. Rất nhanh, tất cả thuần dương linh khí trong điện phủ bị mọi người hút thành hư không, mà Ngọc Lâu của Diệp Húc cũng bởi vậy mà biến thành thất tinh huyền hoàng lâu 7 tầng, phong cách cổ xưa vô cùng. Linh khí biến thành không, rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật sự của Thái Hòa Thần Điện. Tòa điện phủ này cực kỳ rộng lớn, phía chính điện, đại điện có phạm vi hơn 10 mẫu. Trong phạm vi đại điện này, nơi nào cũng có dấu vết như quyền ấn, đỉnh ấn, cung ngân, tiễn ngân, đánh nát mặt đất, kinh lực xuyên thủng toàn bộ lại lục địa Bắc Khải biết cảnh, đánh xuyên qua toàn bộ Thái Hoàng Thiên, lộ ra không gian bên ngoài tối đen như mực vậy. Những dấu vết này đã trải qua hơn 10 vạn năm, vẫn chứa khí tức vô hoàng nồng đậm không tiêu tan, chấn áp tâm linh bọn họ. Khí tức vô hoàng quanh quẩn không ngừng, trên không trung xuất hiện từng đạo hoa văn hẹp dài, giống như những con đại mãng du long thật lớn, thỉnh thoảng nhúc nhích một chút, làm hư không cắn nát, khiến cho tòa đại điện này trải rộng sát khí. Vừa rồi Già La Minh Tôn đúng là va chạm với khí tức hoa văn của quyền ấn vu hoàng còn sót lại, gần như bị khí tức này gạt bỏ, chạm thành hai đoạn. Diệp Húc không chút nghi ngờ, nếu như chính mình tiếp xúc với những hoa văn này, tuyệt đối bị lau đi khỏi thế gian. Ngoại trừ những dấu vết chiến đấu còn sót lại, Thái Hòa Điện một khoảng không đang đãng,
chỉ có một tòa tế đàn thật lớn lơ lửng trên không trung ở giữa Thái Hòa Điện mà thôi. Tòa tế đàn này giống như một cái ghế ngồi, mặt trên hẳn là nơi ở của Nghệ Hoàng. Đáng tiếc tòa cung điện này đã biến thành khoảng không, Sàn Nhật Cung cũng không ở trong này. Trừ cái đó ra còn có hơn 10 linh mạch thật lớn đang khóa giữ ở trong tế đàn. Những linh mạch này uốn lượn như rồng, kéo hơn 10 dặm quay chung quanh tế đàn. Linh mạch du động, có lân, có chảo, có hồ, có tu, rõ ràng chính là một điều thần dương linh khí tạo thành thiên long. Linh mạch phát ra tiếng long ngâm, giết cả mênh mông, kinh sợ lòng người. Một cô khí tức giống như hủy diệt tấn công ra chung quanh. Đây là một đầu linh mạch đầy đủ, bị dư âm của cuộc chiến các vu hoàng mà nổ nát, biến thành hơn 10 đoạn. Mỗi một đoạn linh khí thuần dương biến thành thiên long, chấn tủ tế đàn, dường như đợi Nghệ Hoàng trở về. Cho dù là linh mạch bị phá nát, nhưng mỗi một đoạn linh mạch tản mắt ra khí tức cũng giống như một vị đại vu tam bất triệt cảnh, khủng bố vô cùng. Hơn 10 đoạn linh mạch giống như 10 đầu cự long thủ hộ trung ương tế đàn, tiếng long ngâm ầm ầm vang lên liên tiếp. Mà bên ngoài linh mạch thì trải rộng những hoa văn khí tức của vu hoàng còn sót lại, hình thành cái lạch trời không thể vượt qua, khiến cho người ta không thể tiếp xúc tới tế đàn lấy đi linh mạch. Bạch Nam Hiên hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, trầm giọng mà nói: nơi này cũng không phải là chiến trường của ba vị vu hoàng, Hạ Hoàng Thiếu Khang, Nghệ Hoàng, rồi còn có một vị vu hoàng khác chỉ giao thủ trong lúc ngắn ngủi liền rời khỏi nơi này mà đi. Ồ, linh mạch thuần dương bậc 9. Già La Minh Tôn ánh mắt dừng ở trên 10 kim long kia, hô hấp bắt đầu có chút dồn dập. Lão tử đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thuần dương linh mạch bậc 9. Thương Thiên đối đãi với ta không tệ, hiện giờ có thể thu được thuần dương linh mạch bậc 9 này, lão tử có cơ hội tiến vào Tam Hoàng Cảnh mà trở thành nhân tộc ma hoàng. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, tâm thần cũng có chút động đãng. Thuần dương linh mạch bậc 9 là linh mạch mấu chốt để chứng đạo vu hoàng. Loại linh mạch này cũng là căn bản của thánh địa. Giá trị của thuần dương linh mạch bậc 9 hoàn toàn có thể đặt song song với cấm bảo. Tuy rằng thuần dương linh mạch bậc 9 đã bị phá nát, nhưng giá trị này tuyệt đối không kém kim tiến Nghệ Hoàng, cái cấm bảo không trọn vẹn như vậy. Ầm một tiếng, xa xa truyền tới thanh âm bạo vang do thiên đỉnh oanh kích cấm chế cung điện Thái Hòa Cung. Hiển nhiên các cường giả đại thánh địa cũng nhảy vào bên trong Thái Hòa Cung hướng tới nơi này. Minh Tôn, Bạch Quỳnh, Lộ Sư Tý, chúng ta cùng nhau động thủ. Diệp Húc lập tức tế khởi Nghe Hoàng Kim Tiễn, nguyên thai chống đãng, nguyên thần trôi nổi, quán nhập vào bên trong kim tiễn, hướng tới từng đạo khí tức vô hoàng mà chấn áp. Hắn hung tợn nói: thu hết thấy những thuần dương linh mạch này lại, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại cho bọn hắn đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.